Nhưng ngay lập tức thì các cầu thủ U19 vào cấm và trong pha người Hàn Quốc, ông Kim Dae-jung đã thổi phạt 11m, đó là một quyết định chính xác. Lesniak, cú dứt điểm lạnh lùng của Lesniak. Dù đã đoán đúng hướng nhưng thủ môn Lê Văn Trường cũng không thể ngăn cản cú sút rất hiểm hóc của Lesniak.